Xin chào mọi người, hôm nay mình giao gác một bộ phim bơm bùng máy bảy ngựa Long Xuyên. Cái này là bộ phim này mình giao ở Phong Điền Cần Thơ, ở gần chợ Dây Sưng, khắp thị trồng với sữa. Phim của mình là dùng nguyên phi hai lỗ đạn, cốt lắp là 20 liền từ cốt máy cho tới đầu bơm. Mấy cái sắt tròn này toàn bộ là sắt nhúng kẽm ạ. Còn đầu bơm thì sắt dày 3 ly. Gấp là gấp máy mới cho khách luôn, giao gấp tới nhà rồi mới nhận tiền, không có nhận cọc ạ. Hai ổ đạn là một cùm ổ đạn lớn ngay đây là ổn định đầu bơm, một ổ đạn ngay đây là ổn định cốt lát ở phía trên. Gấp rồi đi dây ga hoàn thiện cho khách luôn. Ở đây thì có hai mũi khoan, một mũi sừng nhỏ, mũi sừng dẻo. Ống này là nối 6 mét là dùng để mình một người kéo, một người cầm ria sừng đó, sợi dăng sừng lên cây trái. Ở đây thì cổ phun sừng. Cái này giao gáp cách không có tép luôn ạ. Giao tới nhà thôi, gáp cho khách là ok.